Bố nay bố nấu món gì hả bố? Hôm nay bố nấu món riêu dạ. Đầu tiên cần gì hả bố? Đầu tiên là phải cần có con dạ. Nó vẫn sống hả bố? Con này nó vẫn còn sống, con này vẫn còn tươi. Ừ. Con này sau khi sơ chế ra thì cho vào cái cối xay máy đây, cối này xay xay ra rồi lọc lọc cái bỏ xương ra lấy cái nước để nấu canh. Vâng. Ừ. Đây là hai quả chanh trà. Vâng. Dùng con để... dùng để nấu riêu, để nấu tức là gia vị tạo chua. Còn đây đấy, con giảm nó vẫn còn sống này, sau khi sơ chế nấu xong thì nó ra được cái nồi nước này. Đây là cái nồi nước riêu cua, tức là riêu dạng. Đây là nồi cà chua phi với lại xào lên với lại một chút mỡ và chanh trà. Lượng chua vừa đủ để một nồi cho ra được nhanh 3 quả. 3 quả chanh trà. Khi cái này nấu được rồi, cái cà chua này chín này. À. Nó nát quả cà chua ra này, xào cho nó nát quả cà chua ra. À. Thì cho nó sang nồi riêu này. Cho nó sang nồi riêu để nấu à? Để nấu chung vào để nó tạo màu và có vị chua. Có nghĩa là bỏ sang cái nồi kia để nấu à bố? Đúng rồi. Ồ, con hiểu rồi. Rồi. Tắt. À.